In this program, a Russian student named Mikhail Olsen, nicknamed Misha, will experience the art of watercolor painting to satisfy his long-standing passion for painting. Misha will practice watercolor painting on familiar objects of Vietnam, the country where the student is currently living and studying. Misha có biết không, vào mùa này ở Hà Nội thì chúng ta có nắng rất là đẹp, vì thế nên chúng ta có thể có những cái cảnh rất là hay. Và Misha thì thường lưu giữ những cái cảnh đẹp ở Hà Nội như thế nào trong thời gian còn ở đấy? Ôi trời, hôm nay bởi vì nắng thì phong cảnh và thắng cảnh đẹp quá. Và bình thường em để nhỏ phong cảnh này chụp ảnh. Chụp ảnh? Ngoài chụp ảnh ra thì còn có cách nào khác? Không biết. Có thể là vẽ tranh thì sao? Bức tranh? Thích vẽ tranh chứ. À, em thích vẽ tranh à? Vâng. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng trải nghiệm một ngày vẽ tranh màu nước ở Việt Nam. Em thấy sao? Em rất say mê vẽ tranh, nhưng mà đáng tiếc là không biết vẽ tranh cách giỏi như thế nào. À, vẽ tranh giỏi như thế nào? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng các một số chuyên gia vẽ tranh màu nước tìm hiểu cách vẽ nhá. Ui giời ơi, thì đi thôi. Đi thôi. Vâng. Chào chị. Dạ. Chào chị. Hôm nay em có một bạn người nước ngoài từ Nga đến, bạn ấy tên là Misha. Và bạn ấy là một người rất là đam mê về hội họa. Vâng, em rất là say mê vẽ, nhưng mà Olga đáng tiếc là vẽ vui bằng sơn mây thôi. Và không biết vẽ bằng màu nước như thế nào. Các chị có thể dạy Misha một chút để Misha biết người Việt Nam vẽ như thế nào. Ok, nhất trí luôn, thế mình cùng trải nghiệm một chút nhá. Vâng, okay. Em cảm ơn các chị. Đây là chị đang vẽ dở cùng với đồng nghiệp đúng không ạ? Đây, các em có muốn xem một chút không? Được nhỉ. Ví dụ như ở đây là chị đang vẽ mấy cái lá đây, mấy cái lá monstera ở ngoài vườn đây. Hoặc là vẽ hoa, vẽ bất kỳ cái gì em thích. Misha có đặc biệt thích vẽ cái gì không? Không có, thực ra không có điều đặc biệt. Nhưng mà em muốn vẽ điều nào đó có kết nối với Việt Nam. Cho nên lá cũng được. Có một cái bức tranh cũng rất là hay. Mà tất cả là được vẽ bằng bút và màu như chị đang sử dụng đúng không? Đúng rồi, mẹ ạ. Có lẽ là mình sẽ phải chọn sự vật trước này, mình chọn bút này, mình chọn màu này. Mà tất cả có sẵn ở đây đúng không chị? Có sẵn luôn, rất đang sẵn sàng thì chúng ta có thể bắt đầu. Thế thì chúng ta hoàn toàn là có thể hướng dẫn Misha từ những công đoạn đầu tiên để vẽ một bức tranh đẹp như thế này. Thậm chí là đúng đẹp như thế này luôn đúng không chị? Như thế này thì hơi xa nhỉ? Đẹp như thế này ha. Trong cùng buổi vẽ như thế này, chà chà. Misha cảm thấy có hào hứng chưa? Hào hứng chưa? Rồi, ăn sáng rồi. Ok. À, ok, ăn sáng cà phê rồi đúng không? Rồi. Ok, let's go. Vậy thôi. Kì đi thôi. Wow, ở trên tường cũng có những cái bức tranh rất là hay này. Sao mà đẹp thế? Chị Thúy Anh có thể cho Misha với cả em biết là những bức tranh này là như thế nào không? Vâng. À, ở đây là gồm có rất là nhiều các bức tranh do ông xã của chị vẽ. Ông xã nhà chị là giảng viên về giải phẫu học nghệ thuật. Thì anh ấy đây là những cái bức tranh anh ấy vẽ và nghiên cứu để anh ấy viết cái cuốn sách của anh ấy nghiên cứu về đề tài giải phẫu. Thì vừa là nghiên cứu này, vừa là tranh treo tại studio luôn. Vì bức tranh này thì cảm thấy phần nào cụ thể chắc khó vẽ nhất? Khó vẽ nhất à? Vâng, bởi vì trông rất phức tạp để vẽ. Vì đối với cảm giác của chị thì chị nghĩ là những cái phần ở xương chậu này nó sẽ khá là khó vẽ này. Tại vì nó có rất là nhiều chi tiết cong và uốn, hoặc sự như có những cái mà nó bị che lấp ấy. Đấy là đối với chị ở trong bức tranh này. Em cũng muốn hỏi chị, muốn cảm hứng của chị ở đâu? Chị cảm hứng điều nào để vẽ bức tranh thế? Ví dụ như là với những bức tranh về giải phẫu này thì nguồn cảm hứng ở xung quanh chúng ta luôn. Bởi vì anh ấy chị hay nói là học giải phẫu thực ra là cái nguồn đề tài nó rất là phong phú. Bởi vì tất cả mọi thứ đều xung quanh chúng ta có thể nhìn mọi người vẽ lại. Lát nữa Misha có muốn anh Linh vẽ một bức tranh không? Có chứ, muốn chứ. Ok, đi đó nhá. Thôi. Có lẽ là ngoài những bức tranh này thì những bức tranh có màu sắc thì sẽ ở một cái phòng khác đúng không chị? Dạ, chính xác. Chúng ta hãy cùng đến bức tranh đó đi. 12 bạn nhé. Chúng ta sẽ di chuyển vào phía bên trong này nhé. Cảm ơn chị. Thôi. Mở cả nhà đi vào đây nhá.
Đây là khu vực phòng tranh ở trong studio của anh chị. Thì ở trên này đó có rất là nhiều bức tranh màu nước của các anh chị em. Và chị đó. Vâng. Với cả ở đây sẽ là cái khu vâng, Mình sẽ chắc chắn muốn hỏi về thiết bị, bởi vì mình sẽ biết là không thể vẽ bằng tay thôi, cho nên chỉ có thể giới thiệu đồ vẽ cho Misha. Vâng. Vẽ. Đây thì ví dụ như ở đây đầu tiên là em Misha có thể là xem về cọ vẽ. Cái cọ vẽ này thì bộ môn nào chúng ta cũng sẽ cần phải có cọ này. Chúng ta có thể là vẽ vào những cây cọ to này hay là những cây cọ flat như này. Đó. Flat như này. Ví dụ như em vẽ to, cổ to thì chúng ta sẽ dùng cái cọ này. Dạ vâng. Hoặc chúng ta có thể tỉa. Đó. Cái cây cọ này là cây cọ chị hay dùng này. Đó. Vâng. Đây. Thì lát nữa Misha có thể dùng cây cọ này hoặc bất kỳ cây nào mà em thích. Theo chị, cọ nào ở thích nhá. Vì cá nhân chị thì chị hay dùng cọ này. Cọ này. Đây, cái cọ này. Thì em theo chị. Ok, thế thì đã Misha dùng cọ này nhá. Vâng. Dạ. Ok, đây của em. Vâng. Ôi. Thật ạ, đây là em biết là đây là biểu tượng của Nga. À, trời ơi, thì cũng là đây là mẫu của Nga đúng chưa? Yes, chính xác. Ôi trời ơi. Thích luôn đúng không? Thích luôn, bởi vì đây là sản phẩm của Nga. Thế mình sẽ có muốn xem bên trong không? Chị mở ra cho em nhé. Mở nhé. Đây thì rất vui tìm được một phẩm của Nga ở Việt Nam. Đây. Ở trong này sẽ là những cái pan dạng như thế này. Thì Misha có thể thấy là ở trong màu nước thì bọn chị hay sử dụng về phần màu nước ấy thì có rất nhiều hãng khác nhau, mỗi hãng sẽ có một ưu điểm riêng. Thì đây là dạng pan thì người ta sẽ đóng thành những cái viên nhỏ như thế này. Nhỏ. Đó, xong lúc nào mình dùng thì mình sẽ bóc ra và mình sẽ lấy bút chấm vào. Vâng. Yeah. Thì đây là dạng pan nhá. Ok. Rồi. Đó. Đây sẽ là chỗ để em pha màu luôn này. Rất là tiện. Ồ. Đó, còn đây là dạng tuyết. Đây, dạng tip này thì lúc nào mà dùng thì cũng là màu nước. Đúng rồi, đây cũng là màu nước. Bây giờ em biết tất cả về đồ ấy, cho nên chúng ta có thể bắt đầu nhé. Bắt đầu nhé. Vâng. Đi, anh Minh ơi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Ok, vâng. Hóa ra đây là cái không gian để mình thỏa sức sáng tạo. Dạ. Đây, mời chim vào. Đây, mời Misha, mời Minh. Vâng. Dạ, cảm ơn. Thôi, mình vào đi nhé. Đây, mời cái nhà. Em có thể vẽ đẹp như thế này không ạ? Được luôn chứ. Hôm nay chúng ta sẽ lá này. Đúng rồi. Cái lá đơn giản này thì là chính là cái bài để chúng ta luyện tập đầu tiên để chúng ta làm quen với màu nước. Thì em có thể làm quen bằng những chiếc lá xinh xinh như thế này. Bởi vì những cái chiếc lá này em có thể để nhìn thấy mà nó còn rất hợp màu. Ok. Hôm nay Misha cố tình chọn áo này để hợp đúng không? Em cố gắng. Ok. Đó, thì ở đây như lúc nãy đồ mà chị em mình đã vừa chọn á thì giới thiệu rồi. Bút của Misha đâu rồi? Đây, đây luôn. Đây. Đã lấy rồi. Lấy rất nhanh nhỉ. Ok, chính xác là chiếc này này. Rồi chúng ta sẽ có nước vẽ. Rồi, vẽ. Màu này và giấy. Yes. Ok. Các bạn tới nhá. Mình vẽ luôn nha, mình nhá. Bắt vẽ. Ok. Giấy thật đấy. Yeah. Đấy, cái giấy màu nước nhá, nó sẽ dày như này. Định lượng sẽ là 300g. 300g thôi. Đúng rồi. Hồi em học ở Nga thì ở trường có dạy môn hội họa không? Ở Nga có trong thời gian học tập ở trường trình phổ thông có. Nhưng mà đây em không thể coi đây là học về vẽ như thế nào, bởi vì chúng ta bình thường vẽ ví dụ một xe ô tô thôi, rất là đơn giản. Cho nên đúng rồi. Ok. Thì hôm nay sẽ là một khóa học có thể là cấp nó cao hơn một chút. Vâng. Ok. Rồi, bắt đầu nha. Chúng ta bắt đầu từ bút nhá. Minh lấy bút này nhá. Bút này giống nhau cả. Đúng, chính xác. Giống nhau. Đây thì bọn chị đều dùng bút này mà. Đó, đấy,
Chị có thể là dấu vân eo eo. Vâng. Ok. Nào. Rồi, đầu tiên nhá. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có các cái màu này. Thì em thích vẽ xanh lá màu gì? Ừ, thích vẽ xanh màu biển. À, màu biển. Vui mắt của mình. Ok. À, màu mắt. Và màu mắt của mình. À, nếu mà gọi theo tên nhá, thì màu mắt của Misha sẽ rất giống màu indigo, pha loãng. Ồ, thế luôn. Ok, chị chọn màu này cho Misha nhá. Ok, màu này cũng xinh này. Đó, màu lila blue này. À, sau chúng ta sẽ pha loãng lên một chút để chúng ta sử dụng. Em tin tưởng. Đây là màu đen chứ? Màu này khi bơm không, ra pha loãng. À, thế à? Đúng rồi. Rồi, thì ở đây đang có sẵn một số màu thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cách như sau này. Đây, chị em mình sẽ dùng chung cái này nhé. Chúng ta sẽ cần có một cái xô nước này để rửa này. Thì bên này sẽ là xô nước để chúng ta rửa bút này. Bên này sẽ là khô sạch này. Chúng ta rửa trước nha. Cứ nhúng vào thôi chị. Đúng rồi, cứ nhúng vào thôi. Ok. Rồi, xong em có thể là đúng vào bất kỳ cái màu nào em thích ở trên kia. Đầu tiên là chúng ta bơm ra một chút nhé. Đây. Phải vuốt như thế à? Không, không phải vuốt đâu. Để làm nhỏ hơn, nhỏ hơn. Bỏ cái này ra nhé. Thế có thể về tí nghĩ. Anh thực sự anh không có kinh nghiệm gì đâu. À, em có kinh nghiệm rồi, anh không có kinh nghiệm đâu. Rồi, ok học nhỉ. Học mãi. Thì cả nhà sẽ thấy là lúc cho cái bút này vào ấy, đầu nó sẽ bắt đầu nhỏ dần. Nhưng làm thế nào để nó nhỏ hơn nữa? Đó, thì chúng ta sẽ có một cái tips như sau nhé. Ở đây chị chưa có màu xanh lá nhỉ? Ở đây có luôn. Đây này, chị dùng cái màu này nhá. Ok. Không màu trắng. Chúng ta không dùng màu trắng nhá. Màu trắng đẹp nhất ở trong màu nước chính là màu trắng của cái giấy. Vâng. Yeah. Sao mà không mình thế. Ok, rồi. Khi mà có cái bút này, cái động tác vuốt vuốt lúc nãy Misha, còn nhớ lúc nãy Misha vuốt không? Vì chúng ta không cần vuốt bằng tay tại vì đang có màu rồi. Chúng ta sẽ xoay, ok nhá. Chúng ta sẽ xoay cái bút ở tay như thế này này. Vừa xoay chúng ta vừa đập nhẹ lên trên mặt bàn này. Đó, thì động tác này sẽ làm cho đầu bút rất nhỏ. Yeah. Ok. Bình thường. Nào, xoay thử lại nào. Đó. Ok. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với cái đầu tiên nhé. À, rồi mình sẽ nhìn này. Mình nhá. Dựng bút này. Dựng bút này. Ấn bút xuống này. À, thì là xong rồi dựng bút lên này. Yeah. Oh. Xong một cái lá nha. Ok. Chính xác. Ồ. Quá. Anh có cần bỏ cái này ra luôn không? Gà sang một bên. Vâng. Trung tâm giữa thông thoáng. Ok, một lần nữa. Từ đầu. Cứ vẽ cái kia, không sao. Ok mà. Vâng. Rồi nào, mình thử luôn. Thèm luôn. Dù tài quá. Không sao em ơi. Chúng ta mới là những chiếc lá đầu tiên mà. Rồi, đầu tiên là dựng bút lên nhá. Mọi người cầm như là cầm viết như này này. Dựng bút lên này. Chạm đi độ khoảng mấy ly, xong chúng ta bắt đầu ấn cái bút xuống. Đó, xong chúng ta lại nhấc dần lên. Yeah. Ok. Chính xác. Ôi, chính xác. Sao của em nó cứ xấu xấu ấy. Không. Cái này đặc biệt thôi. Yeah, chúng ta chưa thử nhiều thôi. Đó. Đúng. Đây là cách nhìn của anh Minh. Đúng rồi, mỗi người sẽ có một cách nhìn là khác nhau mà. Cái của Misha lấy thêm màu giúp chị nhá. Lấy thêm màu này. Lấy thêm màu và lấy thêm nước. Đây màu này. Thêm màu. Khó đấy. Bảo sao mình không làm được bác sĩ. Chưa thử đâu, biết đâu. Thì đâu hả? Ok. Rồi lá dài lá ngắn. Nào Misha thử cho chị một cái lá ngắn xem nào. Lá ngắn thì chúng ta sẽ chạm cái đầu bút như này thôi nhá. Xong chúng ta ấn xuống luôn này. Xong chúng ta nhấc lên luôn này. Cái lông cọ vẽ màu nước nó rất nhưng là mềm. Khuy. À thế. Chúng cái lá rất là đáng yêu. Nào lá cô chim xinh nghĩ. Không trồng như lá. Rồi mình thử một cái như thế này nhá. Sau khi chúng ta đi một vài chiếc lá để chúng ta warm up cho nó quen tay này thì các bạn có thể đi như sau. Chúng ta đi một cái đường ở giữa trước, nó là cái cuống này. Ok. Sau đây chúng ta bắt đầu trồng lá. Các bạn nhỏ có trò trồng nụ trồng hoa thì bây giờ chúng ta trồng lá. Ok. À, đẹp luôn. Rồi. Mini một cái đường mảnh nhá để làm gân nhá. Ok. Đấy thì chúng ta sẽ vẽ cái lá độ khoảng
15-30 phút nữa cho chúng ta quen tay rồi chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới vườn để vẽ bất kỳ cái gì em thích nhé. Vâng. Ok, nào chúng ta vẽ tiếp nào. Đi. Cái gì đó nó phức tạp hơn, cái gì là một đồ vật của em không? Như lúc nãy chúng ta đã nói, có thể là phương tiện rất là hữu dụng của em ở Việt Nam. Thì chắc chắn em phải vẽ xe máy, bởi vì xe máy đấy là một phần rất là quan trọng của cuộc sống ở Việt Nam. Và chắc chắn là chúng ta sẽ cần đến sự trợ giúp của chị Thúy Anh và chị Chiêm. Vâng, trong cái trải nghiệm. Luôn. Ok, bắt đầu nhá. Đi thôi. Đi xuống vườn nào. Siêu thế. Em chào anh. Anh chào em. Tên em là Misha. Tên anh là Linh. Linh, rất vui được gặp bạn Linh. Anh cũng rất vui được gặp em. Ok luôn. Bây giờ nhé, mời em ngồi. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Vâng. Thì tụi anh đã giới thiệu vài bức tranh của anh Linh và em cảm thấy là anh Linh vẽ rất là giỏi. Cảm ơn em. Vâng. Anh Linh học vẽ như thế nào bao lâu rồi? Trên thực tế thì cái việc vẽ của anh nó phục vụ mục đích giảng dạy là chính. Anh là giảng viên của bộ môn giải phẫu nghệ thuật tại Hà Nội. Giải phẫu thì là bí quyết. Chắc là kể cho Misha những bí quyết vẽ đơn giản, vừa đơn giản vừa đẹp như thế nào. Bí quyết đầu tiên của anh là không dùng bút chì. Bút chì? Thật là nhưng mà thì anh dùng bút chì rồi. Thế thì vẽ như thế nào nếu không có bút chì? Khi không dùng bút chì mình sẽ tập trung nhiều hơn vào chất lượng của hình ảnh. Nếu mình dùng bút chì mình sẽ bị phân tâm bởi cục tẩy, bởi vì mình biết là mình có thể xóa được. Đó là bí quyết đầu tiên. Bí quyết thứ hai là khi mình vẽ người này hay là vẽ cái gì cũng thế, đầu tiên là mình phải quan sát trước xem cái thứ đấy nó được cấu thành từ bao nhiêu yếu tố. Xem cái góc của mình nhìn nó đang là góc nào, tại sao cái góc đấy nó lại mang lại một hình ảnh như vậy. Dùng vui bị quan sát tôi những gì gom cố hình nào. Đúng rồi, nghĩa là lấy cái việc quan sát làm gốc. Và bí quyết thứ tư. Bí quyết thứ tư đó là vẽ thôi. Vẽ thôi. Chấp nhận rằng mình sẽ vẽ sai. Chính xác, nếu không vẽ thì không thể vẽ gì cả. Đúng rồi, chuẩn rồi. Vâng, bây giờ em muốn các anh chị giúp em vẽ một bức tranh rất là đẹp, bởi vì em muốn vẽ một điều có kết nối với Việt Nam. Chắc là đây là xe máy. Vâng. Rồi, nhất trí em. Ok. Vẽ chính á. Em vẽ từ từ thôi. Mình đang đi học, mình đang đi học nhanh nhé. Nhưng cả thầy đi học còn giỏi hơn cả thầy. Hảo. Hay quá nha. Thì đưa khéo còn đánh bóng. Ok. Cố lên, cố lên. Ok. Rồi, mình sẽ đang quan sát rất là tỉ mỉ. Mình nó không trông như xe máy. Nhìn hai bánh ra xe máy luôn. Đây. Đây. Rồi. Là... Đây. Xe máy nào? Đây vợ thích ngồi xe của ai? Vợ thích ngồi xe của ai? Anh rất là thích cái tinh thần của bức vẽ này. Rất là thích cái tinh thần bức vẽ này, nghĩa là trong cái quá trình anh em mình ngồi trao đổi thêm về về tất cả những cái câu chuyện xung quanh cái cuộc sống của em ở đây. Thì bức thì cái xe máy nó là nhân vật chính đúng không? Bên cái đấy thì em có cả phở bò này, em có cả trà đá này. Thì đây là cái mà anh rất thích. Rồi. Chị có muốn chuẩn bị một món quà nhỏ nhỏ để tặng Misha. Ta-da. Đây là cái gì? Em có lẽ đây là bánh mì chứ? Chính xác. Ôi,
em đọc nhiều về và nhiều rồi. Ôi giá mà em có thể vẽ đẹp như thế. Em có muốn thử không? Có. Thế tại sao không nhỉ? Em có muốn bây giờ chúng ta cùng di chuyển ra đấy và chúng ta có thể vẽ cùng nhau này hoặc là em tham quan. Thật à? Đi tích. Thật thật. Đi luôn. Đi luôn à? Đi rồi. Okay. Đi chơi đi luôn. Đi. Đi nào. Vâng. Em cảm ơn chị. Vâng. Thế thì. Đây chính là trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng bởi Lý. Và hôm nay chúng ta sẽ vẽ văn miếu này đúng không? Chính xác. Và đồng hành với ta ngoài chị còn có ai nữa không? Có. Chị và những bạn của chị, các anh cũng là họa sĩ màu nước, là một người rất hay đi vẽ trực họa. Thì hôm nay cả anh đang vẽ ở tại đây và lát nữa chúng ta sẽ đi ra khu kia và chúng ta sẽ gặp các anh đang vẽ ở đấy. Các anh đã vẽ ở đấy từ sáng sớm đấy rồi. Tuyệt vời quá. Bây giờ có khi đã đang vẽ được một nửa, có khi thì chúng ta cùng đi thôi. Thì thôi, thì thôi. Ok. Thì thôi. Hello các anh. À, chào. Chào thế anh. Chào Misa. Giới thiệu với các anh, đây là Misa, bạn em. Còn đây là anh Minh. Kia là anh Tùng và anh Hùng ạ. Đấy, các anh... Rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp. Chào anh. Chào. Chị rất là hay đi vẽ cùng nhau này, rồi tụ tập vẽ, rồi trao đổi kiến thức từ múa nước. Chắc Misa cũng qua văn miếu rồi nhỉ? Hay là chưa? Chưa, em có gắng trở thành. À, là lần đầu tiên đến thăm văn miếu đúng không? Thì em thấy cái khuôn viên ở đây có đẹp không? Em cảm thấy là ở đây đã ưu tiên rất là có không khí thông minh quá. Và tất cả tạo một bức tranh rất là đẹp, rất là và em muốn ở lại đây nhiều thời gian hơn. Thì chắc là lát nữa mình cũng thử vẽ một bức vàng. Amazing. Ôi trời ơi. Đó, bức này quá. Quá. Nó đặc trưng luôn, nó có những nhân vật gọi là mặc áo tốt nghiệp. Đấy, như quần áo tốt nghiệp ấy. Các bạn đến, quay nhất. Đang nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng mà tốt nghiệp. Một trong những khoảnh khắc mà các học trò Việt Nam rất là hay đến đây để họ làm cái lễ đối với nên là nó có những cái điểm nhấn màu này đúng không, để nó liên kết cái màu ở đây kết nối vàng, kết nối về màu sắc, có hay hoa giữa màu và này, đúng rồi đẹp quá. Ôi, bức này nhìn ở ngoài đẹp quá anh. Đấy, bức này quá hay. Em mới nhìn thấy lúc anh up lên vàng, chưa nhìn ở ngoài còn đẹp quá. Bây giờ thì em hiểu là họa sĩ nào thì quan niệm ấy, bởi vì bức tranh nào ở đây có khác. Nhưng mà tất cả từng bức tranh rất là đẹp. Mỗi họa sĩ thì họ sẽ có cái nét dễ vẽ riêng. Và người ta cũng kể cái câu chuyện riêng của họ. Thì đấy, bức tranh ngoài cái sự đúng với cả cái sự đẹp thì nó còn có cái câu chuyện đi kèm. Bây giờ đây nha, để thấy chưa? Có phải vậy cây? Cây một chút thôi, mình không cần phải nhiều. Những cái cây nhỏ thì... Chỉ thôi là có cây. Cây này, chỗ này có cây nữa này. Đúng không? Cây nhỏ. Đúng, cây nhỏ. Đấy. Anh vẽ cách nào? Cách ướt, giấy ướt và thêm màu ướt hay mình, giấy khô? Mình sẽ vẽ giấy khô. Bắt đầu, nét đầu tiên mình sẽ vẽ giấy khô. Đấy, mình lấy cái màu mái này. Đây nha, mình đi luôn chỗ này. Đây là mái này. Chai xuống để cho cái hiệu ứng màu nước đúng không? Bởi vì nó có nước, đúng rồi. Thank you.
Đây em xem ví dụ luôn này. Em nhìn cái bức này đúng không? Phần sáng này, phần tối này, cả cái tường này là tối. Là mình có thể tô luôn cả cái phần đấy là tối này. Đấy, cả cái tường này luôn. Cả bộ này luôn. Đúng không? Như bức tranh của anh ở đây là cả cái tường này tối này. Tối hết. Nghiêng tối hết đúng không? Mình nhìn thấy là tối, mình đi lớp như thế. Chỗ này có cái mái mình phải chừa lại. Thì là phần mái nhà rồi. Đúng rồi, cái mình chừa lại một phần mái đúng không? Bây giờ mình có thể đi thêm chi tiết. Bây giờ mình đi thêm những cái theo anh dùng cái cọ nhỏ này. Mình đi thêm chi tiết này. À, đúng. Đúng không? Đây là bức tranh mà Misa vừa mới vẽ xong. Anh Minh, anh là người trực tiếp hướng dẫn cho bạn Misa thì anh có cảm nhận thế nào về bạn ấy có năng khiếu hội họa không? Bạn Misa về cái sự quan sát với cả cách dựng hình là mình thấy rất là ổn. Tất cả bạn ấy cũng quan sát được đúng cái tông màu cây đặc trưng cho Hà Nội. Ngoài ra cái bố cục mình cũng thấy rất là đúng. Nếu mà nói đây là bức màu nước đầu tiên vẽ Văn Miếu thì có thể nói là xuất sắc. Vâng. Mọi người trong vẽ màu nước thì chị Phi Anh nghĩ sao? Đầu tiên là khi mà chị ra nhìn thấy chị cảm wow. Không thể tin là trong một thời gian ngắn như vậy. Cảm ơn. Bức tranh đầu tiên mà dưới sự hướng dẫn của anh Minh Đàm mà em đã có thể hoàn thiện như này, rất là tuyệt. Vâng. Cảm ơn chị. Hôm nay em có gắn rất nhiều giúp tất cả kiến thức mà chị dạy cho em trong khán ngày. Và cũng em có gắn nhìn thấy và phản ánh không khí của Việt Nam và giúp màu nước, giúp đỡ màu nước chắc là kiểu phản ánh trong dày không khí của Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, với sự giúp đỡ của những nghệ sĩ vẽ màu nước Việt Nam thì anh Misa đến từ nước Nga ta có thể hoàn thành một bức tranh Văn Miếu bằng màu nước rất là đẹp so với lần đầu tiên. Và vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Một Ngày Làm Người Việt của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau với những khía cạnh văn hóa hấp dẫn hơn với sự tham gia của những người bạn ngoại quốc. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các anh, các chị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nhé. Bye bye.